Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái máy bới khoai ở sau lưng tôi. Đấy, bây giờ là thời buổi công nghiệp rồi, cho nên là người ta phải dùng máy để đỡ công nhân lao động. Đấy, sau đó là tôi sẽ cho các bạn xem trực tiếp máy cuốc khoai tây. Đấy, tôi xin giới thiệu các bạn, đây là cái máy cuốc khoai tây. Đây là cái máy cuốc khoai tây mà tôi đã nhìn thấy. Trước đây mấy hôm tôi phải cuốc khoai tây bằng tay. Thế, hôm nay thì thằng cháu tôi là thế hệ con cháu nó thông minh hơn, nó có sáng tạo hơn, nó làm ăn công nghiệp hơn, nó thuê một cái máy cuốc khoai tây. Thực tế là tôi nhìn cái máy này thì đời tôi nghĩ là hơn 50 tuổi là tôi mới được nhìn thấy cái máy này cuốc khoai tây là một. Mặc dù là tôi cũng xem trên mạng, xem trên YouTube cũng thấy rất nhiều cái máy ở nước ngoài người ta sản xuất rất công nghiệp, rất là nhanh chóng và rất là công nghiệp hóa, nhưng mà đời tôi hôm nay tôi mới nhìn thấy cái máy cuốc khoai tây này là một. Đấy, các bạn thông cảm, đây là cái vấn đề giữa hai thế hệ, một thế hệ nông dân thuần túy và một thế hệ trẻ lớp sau kế cận của chúng ta, là các con các cháu là chúng nó làm ăn rất công nghiệp. Đấy, tôi chỉ có một xào mà cuốc bằng tay rất vất vả, nhưng mà con cháu thì nó sử dụng máy móc, nó làm mấy xào rất nhanh chóng. Đấy, đấy, xin giới thiệu các bạn, đây là cận cảnh của cái máy cuốc khoai. Cái máy này thực chất của nó là cái máy cày, được các người sáng tạo của Việt Nam mình là lắp thêm một cái dàn đằng sau, là dàn băng tải. Đấy, cái dàn băng tải này là nó có cái độ đầu nó hơi ngóc xuống độ 20 phân, nó cắm xuống đất xong nó quay, xong rồi nó bới cái khoai lên trên mặt, xong rồi nó băng tải cứ chạy và nó đẩy khoai đuôi ra. Đấy, đằng sau xúc khoai, thế là dàn băng tải là gồm những cái thanh sắt thưa. Đấy, là đất thì tu xuống, còn khoai thì mắc viền hất ra đằng sau. Đấy, thế đặc điểm của cái máy này là khi máy nó chạy một luống, cách một luống phải có một người đi theo để gọi nhặt cái củ khoai to nó rơi xuống rãnh, nhặt vớt gọn lên, không thì khi cái máy nó chạy quay lại luống thứ hai thì là nó bánh một cái đè nặng củ khoai. Cô bà xã nhà tôi là đang cách một luống lại bỏ một luống lại vòng quay lại luống còn lại để tạo cái độ cua cho máy. Đấy, bà xã là coi như là uống lên là lo nhặt, còn thì máy nó không kịp máy, có vẻ mệt đấy. Thank you.
tầm 6 sào khoai, coi như là chỉ trong vòng buổi sáng vắng ngắt. Đấy. Rất nhanh. Trong khi đó là hai người, hai vợ chồng tôi cuốc một sào là mất một ngày. Vừa cuốc vừa nhặt vừa cân vừa đóng túi mang lên một ngày đấy. Video trước tôi làm cho các bạn đấy, đúng có hai sào hai vợ chồng cuốc một ngày đến tối mịt thì bắt đầu mới xong, và khi đóng túi là đã lên điện rất nhanh chóng. Buổi sáng xong 6 sào khoai đơn giản như không đấy, khoai đã được bới lên lăn lóc trên mặt đất đấy. Anh chàng này đã làm xong công việc, hình như là anh đang đi đi tìm cái gì đấy thì phải. Đấy, đây là những củ khoai trong lúc máy chạy sợ nó đè vào những củ khoai lăn xuống rỗng là người chạy theo máy là phải vứt sang bên ruộng bên đã thu hoạch xong. Đấy, công việc còn lại là dùng nhân công đi thu gom khoai, nhặt tụm vào, như ba luống nhặt vứt gọn vào một luống. Đấy. Nhặt cứ ba luống là nhặt vứt thành một dạch, nhặt tụm vào thành một dạch, để xong đó sẽ tiến hành việc phân loại khoai và đóng túi. Đấy. Một cái máy này xong là phải đi theo một số người để làm công việc này. Đấy, khoai đã được nhặt gọn vào thành luống. Còn chỗ này thì chưa nhặt được. Đấy, sau đó đóng túi vào túi ni lông 15 cân một túi và vận chuyển bằng xe rùa lên để cạnh đường giao thông để chờ ô tô đến bốc đi giao bán cho các tỉnh thành trong toàn đất nước Việt Nam. Đấy, các bạn nhìn đấy, khoai đã được đóng túi trở lên đường, rất nhiều khoai vàng đẹp to à, củ rất đều rất đẹp. Đấy. Đấy, những cái luống khoai, những túi khoai đã được đóng sẵn để chờ xe bốc hàng đi để bán cho các nơi. Đấy, dưới kia vẫn còn rất nhiều khoai. Đấy. Bạn đấy, dưới kia là chị em vẫn đang bốc và vẫn đang trở lên. Đấy, dưới kia vẫn còn rất nhiều khoai, cứ người thì bốc đóng túi cân, người thì đóng túi. Đấy,